À, đây là máy laser 5 tia xanh Bosscom siêu sáng nhé. Còn đây là máy Akuza AK333 bóng thường, đây là cái mẫu truyền thống ngày xưa. Thì video này là trong em đã phân tích hai mẫu siêu sáng và bóng thường. Như các bác đang nhìn ở trên màn hình, đây là cái dòng siêu sáng và cái dòng bóng thường nhé. Tia nó khác hẳn luôn đúng không ạ? Đây siêu sáng Bosscom này, đây siêu sáng Bosscom này, đấy. Và đây là bóng thường này, các bác thấy không ạ? Cái tia dây nó rất là lét luôn này, đấy. Mình mất tiền mua hàng thì chắc chắn là mình phải chọn những cái dòng siêu sáng mình dùng rồi. Các bác nhìn thấy tia nó led như thế kia. Đấy. À, cái mẫu Bosscom đời mới này thì nó rất là hay. Nó sẽ có một cái remote kèm theo này. Nút out này chính là nút khóa tia này. Nút out sẽ là nút khóa tia này. V này thì đứng này. VDT đứng hát tiếng ngang này. Đấy. Rất là hay nhá. Cái remote này các bác có thể bấm xa khoảng tầm 15 20 m đều bấm được nhá. 10 15 m là bấm tốt rồi. Đây là em đang bắn ở ngoài trời dùng remote này. 5 tia Bosscom có remote này rất là hay nhá. Đấy đó.